đoàn từ thiên chờ đò qua sông dân. Lúc sương mờ ôm trăng bến cô liêu, bên kia sông thấp thoáng sớm tranh nghèo. Năm sắp hết tàn đông hiu hắt lành. Thấp thoáng trong sương bóng một con đò chậm chậm vượt trường giang đang còn khổ ba. Mặt thu gieo con đò trồng trành yên ngựa, vừa sắp ném người vào cơn giận dữ của cuồng phong. Không hẹn mà nắm về khách ly khô, đang lo sợ phập phòng. Đồng khởi xướng danh hiệu quan thế âm, để cầu bình an cho kẻ nguy nạn trên sông nước. Thần có hồng danh, thấy kinh nghiệm của người giảng dài sông nước, đã giúp chiếc đò con cập bến an lành. Đưa tay áo lào áo mồ hôi trên gương, nghe mặt phong trần. Ông già đưa đò nở nụ cười rạng rỡ, đất lời chào niềm nở khách phương xa. Nắng lên nhanh trên sớm ra đến sông, gió chiều nhiều xua tan bao mệt nhọc. Ông lão nhanh tay giúp khiến những thùng quà từ thiện xuống lòng đò, chuẩn bị lại sang sông. Thêm vài khách địa phương mới đến, đò lướt liêm trên sông lặng gió yên. Trên con đò câu chuyện râm ran, các ni cô được biết rằng dần sớm nhỏ bên sông đã bao đời cũng khó cách chợ xa. Trường bởi sông rộng ngăn đường cả những ngày xuống
vẫn chẳng thấy qua, xuân vẫn kiều áo đói, cơm thọ trong mong những tấm lòng vàng, chốn thị thành hay chốn thiền môn, ban về cho họ chút hương xuân. Đó là đã nhờ ông lão nhà ở ngay trong sông, mượn chiếc đò con làm cầu nối liền hai bên, nơi mà thông thương cho những mảnh đời tù túng được gần hơn với cuộc sống bên ngoài. Sông xót sao một cơn bão mệt lâu ngày, trở về từ cõi chết nhận ra lẽ vô thường của kiếp phù sinh. Ông tự nguyện chèo đò không nhận tiền công, đem mạng sống trước đưa người qua lại. Mười lần bông ngô môi đụng đỏ con đò nhân ái đà, mười năm mong thông nghĩ tai nghèo. Nghe cổ tích của thời hiện đại, vị ni sư trụ trì không hết nguyện nam mô. Thiền muôn bao năm sớm bỏ chiều chung, không nhớ hết số lần nhận mật cô đây. Giờ biết công đức mình nhỏ bé, bởi trái tim của kẻ tu hành chưa trọn lành khi nghĩ tới tha nhân. Trong việc dung mồi mạnh đất phước liền, hãy còn ẩn nấp lòng tham thiền hoài, không bằng kẻ vô tâm đem tính mạng mình ra đấm đổi cái mặt cái ăn cho kẻ cũng khổ quanh mình. Lên bờ trước lúc dời chân, còn người cửa phần riêng mình chiếm cũng cúi chào Bồ Tát trên sông. Ông già lúng túng ngượng ngùng xua tay.